Nếu nhắc đến những nghề nghiệp đang thu hút giới trẻ hiện tại thì chắc chắn phải kể đến designer. Theo một khảo sát của VDesigner, diễn đàn designer lớn nhất Việt Nam, thì mức lương đối với người có kinh nghiệm từ 4 đến 5 năm là 800 đến 2.000 đô, tương đương với 20 triệu đồng đến 45 triệu đồng một tháng. Đây là một mức thu nhập cao ngất ngưỡng và đáng mơ ước của bất kỳ lĩnh vực hay ngành nghề nào. Vậy, có bao giờ bạn tò mò để trở thành một designer giỏi với mức thu nhập hơn 20 triệu đồng mỗi tháng? Có bao giờ bạn tự hỏi một designer lành nghề chỉ cần có mắt thẩm mỹ liệu có thành công, hay đằng sau mức thu nhập nghìn đô đáng ao ước kia là cả một quá trình rèn luyện trau dồi mà bạn chưa hề biết? Ok, để hôm nay giúp bạn vén bức màn bí mật đằng sau sự thành công của những designer thực thụ, Mặt Cò sẽ mang đến cho bạn một góc nhìn của người trong cuộc, một designer chuyên nghiệp đã từng bắt đầu từ con số không tròn trĩnh nhé. Designer họ là ai? Dân tình thường nghĩ designer là người thiết kế ra một sản phẩm và sản phẩm đó phải đẹp, ít nhất là đẹp trong mắt khách hàng. Cao cấp hơn chút nữa, designer được hiểu là tiếp người có khả năng sáng tạo những thứ vô cùng kỳ diệu mà người thường không thể biết được. Đúng, trên thực tế, một công việc của designer là bán ý tưởng, bán những sản phẩm mang tính thẩm mỹ cao để phục vụ cho xã hội. Vậy liệu bạn có tố chất của một designer thực thụ không? Câu này Mặt Cò sẽ phải tự vấn rất nhiều lần trước khi dấn thân vào con đường thiết kế chuyên nghiệp. Mình có sáng tạo không? Mình có kiên trì không? Mình có sẵn sàng học hỏi và liên tục cập nhật xu hướng mới không? Bạn thử đặt mình vào vị trí của Mặt Cò xem. Nếu bản thân bạn có tố chất, thiên hướng sáng tạo, thì con đường đến với nghề designer sẽ rút ngắn lên một chút rồi đấy. Và để bước chân vào con đường trở thành một designer này, tố chất đầu tiên bạn cần có chính là sự sáng tạo. Bạn phải bắt kịp xu hướng, luôn cập nhật và biến đổi không ngừng của thời đại. Nhưng mà con ơi, mình không tự tin về khả năng sáng tạo của mình lắm, nhưng mình vẫn muốn làm designer thì sao? Chà, câu này hơi khó trả lời nghe. Mình đùa thôi, nếu bạn muốn thì bạn sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lý do. Thẩm mỹ và sáng tạo thực ra là một loại năng lực có thể rèn luyện và có được. Hãy săn lùng những nguồn tài liệu sẵn có trên Internet, tham gia hội nhóm sáng tạo kết nối với các designer khác để học hỏi thêm. Khi input càng nhiều, output càng rõ ràng hơn, khả năng sáng tạo của bạn sẽ được cải thiện dần dần. Để giúp bạn tự tin hơn trên hành trình cải thiện khả năng sáng tạo của bản thân, xíu nữa Mặt Cò sẽ bật mí cho bạn một checklist siêu chi tiết hướng dẫn bạn một lộ trình từng bước để trở thành một designer thực thụ. Theo dõi đến cuối video để nhận quà nhé. Tới đây thì bạn chắc đã lờ mờ nhận ra là mình có tố chất designer không rồi phải không? Giờ đã tới lúc bắt đầu vào thực hiện. Nhưng bạn có bao giờ băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu và làm thế nào để đạt được kết quả như mong muốn? Đơn giản thôi, hãy lên kế hoạch cụ thể cho định hướng nghề nghiệp này. Hơn ai hết, bạn cần phải hiểu rõ mình đang ở đâu, mình muốn gì và cần gì để đạt được mục tiêu. Ngày xưa, lúc mới vào nghề, thường ai cũng sẽ loay hoay không biết bắt đầu từ đâu cho đến khi mà bạn có được một lý do ở trong tay. Chẳng hạn như một bản checklist từng đầu công việc cụ thể của một tiền bối. Xíu nữa Mặt Cò có gắn link ở phần description của video nè, bạn tải về dùng thử nha. À mà có checklist thôi vẫn chưa đủ, bạn cần vạch ra một mục tiêu cụ thể và nên dùng phần mềm hỗ trợ nhắc nhở mục tiêu như Mặt Cò app chẳng hạn. Một khi đã lên plan, set mục tiêu trên app, app sẽ tự động nhắc nhở cho bạn thực hiện hàng ngày. Chẳng cần lo sót nhiệm vụ hay quên update kiến thức nữa. Con đường đến ngày trở thành designer nghìn đô sẽ không xa nữa đâu. Quay trở lại chuyện thiết lập mục tiêu, dưới đây sẽ là một số yêu cầu bạn cần list vào danh sách nhiệm vụ của mình nếu bạn muốn trở thành một designer giỏi từ số 0. Đầu tiên, bạn cần am hiểu sâu về ngành nghề mình chọn. Đừng vội bỏ một đống tiền đi học này, người kia làm gì. Cứ tham khảo bạn bè, người thân, chăm chỉ tham gia các lớp workshop, hội nhóm nghề nghiệp để hiểu rõ hơn về cơ hội phát triển của nghề. Ít ra bạn sẽ có định hướng đúng đắn về con đường mình chuẩn bị dấn thân. Bạn cần nắm bắt chính xác kiến thức, công cụ mà mình cần nhất cho công việc là gì. Hãy bắt đầu tìm kiếm tin tuyển dụng của doanh nghiệp. Trên đó sẽ có liệt kê hàng loạt các yêu cầu kiến thức, kỹ năng và level mà nhà tuyển dụng cần ở một designer chuyên nghiệp. Bạn hãy liệt kê các kỹ năng này vào một checklist và đặt mục tiêu thời gian thành thục các kỹ năng này. Trăm hay không bằng tay quen. Cho dù bạn đọc cả núi tài liệu, tham gia cả trăm các workshop nhưng không bắt tay vào thực hành, thì Mặt Cò tin rằng cho có 10 năm nữa thì bạn cũng không thể thành công với nghề đâu.
Do đó, bạn phải có kế hoạch rèn luyện bản thân mỗi ngày theo từng cấp độ để đo sự tiến bộ của bản thân. Và làm sao để làm được điều đó? Vẫn là dùng cheat list và đặt mục tiêu cho mình bạn nhé. Mà con có gửi mẫu cheat list siêu sực sỡ ở phần mô tả video để bạn tiện tham khảo nhé. Và đừng quên đăng ký dùng thử miễn phí trên app Mặt Co tại mặtcoapp.com để tạo mục tiêu và sắp xếp thời gian hoàn thành hợp lý nhé. Một điều sống còn của bất kỳ designer nào đó chính là sắc màu riêng. Giữa muôn nghìn designer ưu tú ngoài kia, tại sao nhà tuyển dụng lại phải chọn bạn? Đó chính là vì bạn có bản sắc riêng. Tôi mới vào nghề một thời gian thì lấy đâu ra màu sắc cá nhân? Khoan, hãy kiên nhẫn và bắt đầu từ level thấp nhất. Ai mà chẳng bắt đầu từ con số 0? Bạn hãy tham gia chăm chỉ các cuộc thi thiết kế, ứng tuyển vào các vị trí ngắn hạn như freelancer chẳng hạn, để thực hành và định hình phong cách riêng cho mình. Đừng quên chia sẻ nó để mọi người cùng góp ý những ưu điểm và khuyết điểm của bạn nhé. À, bạn vẫn nên cho mình những kinh nghiệm để vững bước trên con đường designer. Ngày nay có rất nhiều công ty tuyển những thực tập sinh designer trên thị trường. Đây chính là cơ hội để bạn trau dồi thêm bản thân từ những người đi trước. Tố chất chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ chính là những kinh nghiệm bạn có được khi làm thực tập sinh designer. Vì mọi tố chất đều rèn luyện mà có được, và mỗi sự rèn luyện và có kế hoạch luôn mang đến những kết quả đẹp hơn. Ngoài ra, bạn cần phải kiên trì học hỏi, tìm kiếm thông tin, kiến thức từ nhiều nguồn tài liệu để làm giàu vốn sống và khả năng sáng tạo của bản thân. Và đừng quên lập kế hoạch rèn luyện chi tiết nhé. Dùng app siêu tiện lợi thay vì ghi ra sổ. Bạn thấy đấy, không chỉ riêng việc trở thành designer nghìn đô, trong tất cả những chuyện lớn nhỏ khác, bạn phải là người có kế hoạch và quyết tâm đặt mục tiêu. Và trong cuộc sống của mình, mình đã tận dụng tối đa khả năng lên kế hoạch của app Mặt Co để giúp mình trở thành một designer thực thụ. Còn bạn đã thử dùng app Mặt Co chưa? Đừng ngại comment chia sẻ cho Mặt Co nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn đã theo dõi Mặt Co. Xin hãy theo dõi chúng tôi thêm ở Facebook hoặc YouTube.